Mấy giờ lại vậy ta? Năm giờ. Ủa? Chào chị. Trời ơi, sao mà mày đẹp vậy? Hình như chị mới cắt mái đúng không? Đâu có đâu. Bữa giờ em thấy lạ lạ. Đâu có. Tóc vậy mà. Cắt đâu? Đi ngủ. Không. Đi ngủ lại. Ủa chị chưa thay đồ hả? Hay nha. Chưa lại mà. Mới giờ mới lại. Hello chị Ngân. Em định chị rủ chị vô ngủ với em nè. Hello chị. Ôi, hello em. Em chào chị. Chị đã tới kịp luôn hả? Dạ. Trời ơi. Bây giờ chị live. Bây giờ là chị chuyển chị vô luôn rồi. À chuyển hay gì vô luôn vậy? Tại em đang live nè. Dạ. Không, em live, em cứ live đi. Thôi em nói mọi người xíu vô. Vô. À. Dạ dạ, vậy xíu vô. Anh Lâm, hình như có 2 tầng rồi đúng không? Dạ, Lâm mới đi qua kia live rồi. Chào kia đi. Dạ. Ngủ một miếng nữa thôi. Trời thuốc quá. Ăn em đi đứa. Dạ. Sao nay công chúa vậy? Tại vì nay cũng cần chút hình ảnh để quay clip với chị. Cho nên là sẵn tiện. Đẹp dữ. Ăn bé. Dạ dạ. Chị thấy Ngân. Chị thấy Ngân bà đẹp ghê. Trẻ. Diễm đang bên kia hả? Đúng rồi. Ủa 5 giờ la đây giờ chỉ lai đó. Xíu vô nè. Đẹp dữ à. Đó hả? Em tí em kể cho anh lý lịch tại sao. Cái tay em cầm quá thì sao? Tại vì hình ảnh em cứ nào nhìn cũng khổ hết. Chị hết cái tụt mắt xem hả? À, ngồi vậy? Mọi người muốn em đi ngủ hay gì vậy? Có cái này có, chút xíu là làm về phát bún chai không đồng á mấy chị. 6 giờ ở quán. Vâng.